Chào mọi người đang xem kênh của Trâm Nguyễn. Đầu lam lên quần áo rần ri vải caro hàng cấp phát của lính Mỹ đã qua sử dụng nha nhé. Vai của nó là 50. Vai 50 và dài áo là 80 ạ. 7-80 ký. Medium regular. OS Anifort nha. Con này có vết in nút mà nó hằn lủng cái nắp này luôn này này. Dưới này thì chưa mà trên này là có. Con này 100 cô tông nha. Đó, đều và đẹp hết. Không có gì lầm lỗi gì hết. Chỉ có một cái vết in nút mà thôi. Tất tật tật đây là mấy cái vết này chưa có nút. Chưa có in mà chỉ có một cái nút này thôi ạ. Bình con này thì bao mắt. Mắt rười luôn. 7-80 ký chốt chùm em. Con này 190.000 mã 62. Một tem hai tem. Một tem hai tem nha. 3-4 cái tem. 4 cái tem này đủ 200.000. Bán tem tặng áo hai bông xồi nha em. Chốt chùm em mã 62 190.000. Bán tem tặng áo luôn nha. Áo 100 cô tông luôn đấy. Tiếp một con Asiwu chất vải caro hàng cấp phát của lính Mỹ. Con này cũng có hai tem. Vai của nó là 50-51. Dài áo là 77, 75-85 ký. 90 bụng thon gọn vẫn vừa. Đều ha. Không có lầm lỗi gì hết. Ở ngay cái đầu gối này nó hơi dơ này. Hai cái đầu gối á. Hai cái cùi chỏ á. Hai cái cùi chỏ này nó hơi dơ một chút nha nghe. Cái áo này được 90-93% thôi. 150 mã 61. Hai con tem của em là được 100.000 này nhá. Hai tem này nè. 100.000 rồi đó, bán con này 50.000 là thành 150 ạ. Tiếp một cái quần này 6 cái hộp màu vàng cắt, màu vàng cắt. Ừ, chưa nhanh lên. Ừ, có biết là giờ ông ngồi chơi ngoài. Cái bụng là 80 và căng hết cỡ là 84. 80 căng hết cỡ là 84 và dài quần 114. Con này 6 túi hộp có bỏ bông form này nó gọn nha bà con. Ở dưới đáy là có tam giác này. Form này bệnh gọn nha. Nhớ dùm em là ôm body này. Đó, có bỏ bông đẹp đều. Không có lầm lỗi gì hết. Chốt dùm em là 400.000 mã 63. Cảm ơn ấy. Mã 63. Một con M51 nha em. Con này lại dây kéo nhôm. Cái dòng hồi xưa con này lại dây kéo mà cái bướm. Kéo cái bướm này. 51 có ai chưa biết M51 là con gì không ta? Medium regular con này hàng 3 tem luôn ha. 3 tem mà tem này lủng lẳng rồi nè. May lại giùm em cái. Cái cổ thì nó dơ nhá. Dơ này. 70-80 ký, cao 1m7 trở lên. Con này là có dơ này. Cái thân này là nó dơ hơi bị nhiều luôn. Em nhìn thấy không? Dơ đi. Vết in nút. Cổ tay thì nó bị tưa, nó nổ mất tiêu rồi. Cái chỗ này nó dơ này. Dưới nách tay này nó bị dơ nữa bà con ơi. Bà con ơi, đây nó dơ này nha. Nói chung là bị cái gì dính dơ vào ấy. Rồi đằng sau này thì đều. Hình như có một lỗ lũng hả ta? Không phải, nó chấm một chấm dơ đây nữa này. Ở sau mông này nó có vết dơ vàng vàng đúng không ạ? Có một chút vơ vàng vàng nhẹ nhẹ nè. Rồi qua cánh tay. Cánh tay này ổn hết, bên này ổn hết. Nhưng mà chỗ này nó bị dơ. Dính dơ nha. Ở đây dính dơ nè. Dơ nè. Cổ tay là nổ rồi nha anh em. Bán dây kéo tặng áo đây. Con này dơ hết toàn bộ cái thân này luôn. Mà khóa cái bướm này thì hơi bị ngon nhá. Dơ hết toàn bộ cái tà áo trước mà áo bao dày đẹp. Bao dày cái chất vải nó đang còn dày bền. Đẹp là đẹp cái độ bền ấy. Chứ không phải là dơ mà đẹp đâu. 70-80 ký. Cao 1m7 trở lên. Chốt giùm em con này 500.000 mã 60. 500.000 là bán cái dây kéo này nha.
dì kéo con được tặng thêm mấy trăm luôn. Con dì kéo là 700-800 mà bán 500.000 bằng dì kéo đồng. Chốt cho em ạ. Xeo rẻ luôn nha. Anh nào mà chịu khó theo dõi like để săn những con áo giá rẻ và tiền nào của đó, có những người chơi đẳng cấp sưu tầm những con mới và đẹp, thì đây con này là bao đẹp cho anh em lung linh luôn. Con này là màu hanh nhưng phải màu ô liu, nhưng mà dây kéo là đồng đen xi. Cái này gọi là bản thí nghiệm đời đầu của đời mờ dây kéo đồng đời năm 72 nhá. Vai là 53, dài áo là 83. Con này là medium long, tức là cái thằng mà đời năm bản thí nghiệm năm 72 này là nó cực đẹp, chất vải cực đẹp luôn. Medium roller, medium long, small long đời 72 này. Có ai chưa biết đời nó nằm đâu không ạ? Cái chữ DSA này, DSA là đắt anh em, 100 này. Và đời ha. Đời 72 này, 100 này, 12 là đời 72. Có những con nó không có viết đời. Có những con nó viết đời. Thì cái đấy con nào ta dễ thích con đấy. Vai 54 mà small này. Dài áo là 84 thì long là đúng. Thường small là vai 50, 51, 52. Con này là vai 54. Đấy, áo đều và đẹp hết nha. Mới, dây kéo còn ngon lành tình nào. Nói chung là tiền nào của đó, anh nào mà có tiền thì chơi con nào mát con đấy. Còn mình mà không có tiền thì mình mua con rẻ rẻ, mình chơi tạm đi cũng được hay nhé ha. Cái tay gì đều hết, không nào chỗ nào dơ em mới dừng lại thôi nhé. Cái khóa của nó là khóa sọc 2 số 7, nó vẫn đen xì xì luôn, đen xì xì luôn. Em đo lại cái vai phải 54 mà em cũng không tin được. Đúng rồi, 54. Cái này bản thí nghiệm cho nên số đo vai nó cũng hơi lệch lệch lạc lạc chút mà. Nhưng mà số ký quan trọng này. Medium thì 70 đến 80 ký, nhưng mà con này lại small cũng 60 đến 70 ký. Vai to dành cho anh đô vai thôi, chứ mà số ký nó cũng chỉ có được đúng số ký của small thôi. Small long á, đẹp. Màu này là nó rực, làm cho da mình nó tươi lên ha. Nó linh động, nó tươi, nó trắng, nó sáng. Đấy, ai mà da đen đen á, bẩn màu này là hơi bị đỉnh luôn. Còn da đen mà màu xanh mà nó sầm mặt xuống là làm cho mình sầm mặt đấy. Chốt giùm em 1.900.000 chu mã 66. Một con này 1.900.000 gọi là nó kem sà beng thì chưa được, nhưng mà nó 93-95% nhảy qua 96 vô tư luôn. 1.900.000 nhanh tay anh em ơi. Nhưng mà phải cao 1m74 nhá. 60-70 ký nhưng mà cao 1m74 ạ. Một con đó em nói thiệt, bình thường nó cái giá của nó là phải 7 triệu, 6-7 triệu. Bây giờ bán cho có 1.900.000 mà anh em mà chần chừ, em nói thiệt, anh em không chốt, em chốt cho. Trời ơi. Tiếp một con rần caro. Con này màu vàng cát. Thiệt ra em nói chỉ có bán mắt mới có giá đó thôi, chứ không trả vay bán cái kiểu đó đâu. Con này là có lưng do dịch một chút, bụng là 88. Anh em có thể xịt ra được 2-4 phân này, 2 hoặc 4 phân. 88 thì 90-92 gì được hết. Dài quần 112 vàng cát nha. Vàng cát này là thêm một chút đậm là thành vàng gạch nha nhé. Của hãng Chuspec, chất vải caro mềm mại, dày nhưng mà mềm. Ở sau mông có một cái bẹt trắng trắng nhẹ nhẹ này. Nhẹ thôi. Đấy. Đều và đẹp nhưng mà đây có một bẹt nhẹ nha, nhẹ chưa được. 200.000 mã 64. Khoan, con này em sẽ kiểm tra lại một lần nữa chứ. Con này đẹp và nhưng mà nó cũng quá rồi á. Ở đây nó có dơ một chút nữa nè. Khoảng có 200.000 à. 200.000 mã 64. Tiếp một con áo này rừng đi. Áo này là dành
áo khoác mùa đông nhẹ, ấm nhẹ thôi, 20 độ. Tem của nó đi em. Con này là vai lớp 5, vai 4, vai 60, dài 68. Vai thì nó nằm từ đây, không có đo được. Bo như phiên lốt nha em, y hệt như phiên lốt rồi. Ở trên cái vai là có cái gì dính một đường trắng trắng này, nhưng mà nó trùng màu với màu này nhé. Ở sau lưng có mấy cái vết nổ nhỏ lăn tăn này nha này. Em nhìn thấy em nhìn thấy chỗ này có từng chấm ấy. Có thấy không ạ? Nó nhỏ quá. Đây, đây, đấy mới bị nổ, bị cái gì châm vào á, lỗ như lỗ tâm ha, lỗ tâm, tóc tâm nhỏ nhỏ ha. Bán rẻ con này luôn, không phải của Mỹ, của nước nào á, châu Âu, châu Á gì á, bó vẫn còn ngon lành nhá. Ở đây lỗ lũng một lỗ đây. Con này là 60, 70, 100 nghìn. Trước 100 nghìn mã 65. 100 nghìn mã 65. Cái một con Philip Paca này, màu xanh đẹp tuyệt vời luôn, màu xanh kết luôn đấy. Cái cổ này anh em này, nhung nhung nhung, lông cừu, kết lông gì không biết mà lung lung hơi gì đẹp luôn. Dài áo là 91. Bẩn con này là phải cao nhá, 91 là phải cao 1m74 trở lên đó. Còn dưới 1m74 là anh em bẩn rồi, chả thấy người đâu mà thấy toàn là áo không. Xanh lè ở trong này, đúng không? Lông lá này. Pilot nha anh em. Đấy, tay cô túi đấy đàng hoàng nhá. Con này không phải của Mỹ, không biết nước nào đây, chưa có tem. Cái khóa của nó là khóa này còn rất là mới luôn. Con này mới đấy. Tem của nó này, con này là size L mà không biết mắc in nước nào đây anh biết. Mắc in China, China nhá. Đó, China. Nhưng mà cái màu đẹp quá. Đúng là China, không hổ China hay. China thông thường cái màu sắc nó hấp dẫn lắm. Cho nên Việt Nam mình bị đánh bại ở cái chỗ là hấp dẫn của con mắt. Đó, to. Ai 90kg trở lên chốt giùm em con này. Giá sale rẻ 400.000 mã 59 luôn. 400.000 nha. Mã 59. Tiếp một cái quần 6 thuộc màu đen. Con này của hãng Topper, Mark in gì đấy, Pakistan. Ở Pakistan. Màu đen đây nhé. Đen này là đen tuyền. Form này cũng là form được, trung bình. Nó vừa chứ không ôm lắm. Bụng là 76 và căng ra được 82. 76 và căng ra được 82. Dài quần là 104. Đấy, đều và đẹp nhá, đen tuyền. Ống quần này là ống quần 22. Đẹp. Kim 3 đến 6% đẹp luôn. 400.000 mã 56. Em bán sale cho em nhá. Mấy quần này là 700, 600-700 đó. Không có 400 đâu. Tiếp con áo của Thủy Điển màu xanh ô liu này. Con này của Thủy Điển nha anh em, xanh lè. Xanh này gọi là chuẩn, là màu ô liu chuẩn đỉnh luôn á, như của Gatu á. Vai 52 và dài áo là 98. Khiếp khủng, chết vải cơ kỳ nhá. Màu xanh thì đẹp, không thể chê vào đâu được hết á. Nhưng mà nó dơ này, em nhìn thấy dơ mà. Mấy cái viền này nó cũng có dơ nhẹ nhẹ chút nha. Đấy, cổ tay là nó viền một cái lớp mà cái bo này. Sau điều đẹp ai cũng cao mới mua được con này nha bà con. Nó bẩn như áo măng tô ấy. Trên cánh tay này thì ở đây nó cũng cái túi này nó bị dơ và lủng ở đây, nó mạng này nên em. Con màu này mà cao cao là bẩn tha thướt như kiểu áo ba đồ si ấy. Ở trong này có dây rút nữa này.
anh em nào thích rút eo thì cứ rút ha. Nói chung là nó phi size 6-70 kg và tới 95 kg được luôn. Khoảng 95 90 thôi. 75 tới 90 à, 6 7 8 9. À, size nào cũng chơi được hết, rút vào là ok. Chốt cho em con này 300.000 mã 58. 300.000 mã 58. Thế một con Philip tàu sân bay nữa này. Con này là loại 2 lớp. Còn cái con mà lai hồi sáng là con đó là 3 lớp. Sản cấp phát nha. Con này là dài là 71. Dài 71. Rồi. Đều đẹp hết. Chỗ này nó bị dơ một chút này. Nó bị dơ một chút nghe. Con này về giặt giùm em cái. Vừa chỉ kéo vừa là miếng dán 70 đến 80 kg. Ai ưng chốt con này giùm em là 200.000 mã 57 luôn. Về giặt chút nha, giặt chút là được bớt tiền liền à. Con này bán cực rẻ luôn. Tiếp một con áo rần ri vải kaki 6 túi hộp hàng cấp phát của lính Mỹ. Con này là vai 50. Vai 50 dài 81. Vai 50 dài 81. Một tem này. Con này 150 mã 55. Hai tem này. Đằng sau đều đẹp. Ba tem này. Ở bên này nó gỡ tem chứ chả có bị gì hết á. À có một chút xíu xíu. Có một tí tí nó bị lủng này. Đấy, một chút xíu xíu thôi. Một chút ép thôi. Bảy mươi đến 80 kg. 1, 2, 3 cái tem là 150. Giờ bán cả con áo 150 tặng áo luôn. Bán tem tặng áo mã 55 ạ. 150.000 mã 55. Hết rồi, em cảm ơn tất cả anh chị em ha. Và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo ạ.